chỉ có xe dù ở ngay sát bến xe, ở các tuyến đường bao quanh bến, mà ngay trong tuyến phố trung tâm quận Nam Từ Liêm, ngày ngày vẫn có hàng chục xe ngang nhiên dừng đỗ bốc xếp hàng hóa, đón trả khách ngay trước cửa văn phòng, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Bất chấp biển cấm, tại số 100 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, lâu nay được coi như một bến cóc của nhà xe Hoàng Linh, bởi hành khách thường xuyên di chuyển từ Hà Nội, Quảng Bình và ngược lại đã quá quen thuộc với địa điểm này. Một hành khách đi xe có thể nhớ tất cả giờ xe đến và đi, cách thức sắp xếp khách của nhà xe này như thế nào. Ê, mấy giờ xe này nhỉ? 7:15. 7:15 à? Anh hay đi xe không? Hay có. Hay đi xe này à? Mấy giờ xe đến nhỉ? Tầm bây giờ? 7 giờ. Rồi sắp xếp xong khách làm chạy luôn. 7:15 rồi đến đi. 7:15 mà tôi mới chạy luôn. Đúng như lời vị khách, 19 giờ, chiếc xe 45 chỗ màu vàng, biển kiểm soát 73B00210 đỗ dưới lòng đường và bắt đầu hướng dẫn hành khách lên xe. Sau khoảng 15 phút, chiếc xe rời đi, một xe khác ngay lập tức thế chỗ tiếp tục đón khách. Cách đó không xa, chiếc xe 45 chỗ biển kiểm soát 73B00731 mang tên Thuận Huyền Travel cũng đang dừng xe dưới lòng đường. Bên trong nhà số 68, một nhân viên nữ cũng đang liền tay đón nhận hàng hóa của khách. Phía bên kia đường, tình trạng tương tự cũng diễn ra. Nhà xe Hoàng Anh chạy tuyến Hà Tĩnh, Lai Châu cũng đang dừng chờ bốc xếp hàng hóa và hành khách lên xe. Không chỉ có xe dừng đỗ đón trả hành khách, mà hàng dài các loại xe ô tô vẫn ngày đêm đỗ dưới lòng đường, gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị tại tuyến đường này. Qua đây, đề nghị các cơ quan chức năng liên quan sớm vào cuộc xử lý nghiêm, đảm bảo an ninh trật tự cũng như mỹ quan đô thị.